Mời bạn thăm Bình Phước quê tôi, thăm thành phố đồng xoài non trẻ đẹp như bức tranh vẽ canh tiên. Từ Bắc vào Nam là cũng Cao Bằng Lạng Sơn có để tập hợp để có thành câu lạc bộ này. Là tôi đây là cũng đội mình cũng là được đi hát giao lưu cũng nhiều, và đi thành phố có, đi hát then là giao lưu các huyện xã có, đi tỉnh hát thi cũng có, là cũng có được giải nhất giải nhì ba có, và cũng nhờ sự đó là các câu thành viên của câu lạc bộ cũng rất nhiệt tình, là mới từ đó có ngày hôm nay. Là hôm đầu đó là tôi có 6 thành viên thôi, nhưng tới ngày hôm nay là được 14 thành viên rồi. Tới đây là các thành viên sẽ cố gắng là động viên con cháu mình học đàn, học hát, múa hát đàn then để kế thừa lớp của chúng ta. Mai mốt đừng có là mai mốt của đàn then hát tính, hát đàn tính để của dân tộc, của đồng bào dân tộc Tày Nùng của mình. Nó là cho nghe mình gì vậy, xót đây đi. Từ cùng lên thẳng lên. Đó, xót đi. Chịu không? Mạnh dài, mi đi, mi đi. Những cây đàn tính do các thành viên câu lạc bộ hát then đang sử dụng đều do ông Thệ tự tay làm chế tác. Để có được đàn tính thực thụ, phải có hiểu biết nhất định về nhạc lý, khả năng cảm âm và sự khéo léo của đôi tay. Người làm cho làng đỡ non sông ơi, chính là tổ chí. Ngôn ngữ lời then mộc mạc nhưng giàu hình ảnh gần gũi với cuộc sống, và những buổi sinh hoạt gặp gỡ các thành viên cùng trao đổi với nhau những bài then đàn tính đã làm lay động lòng người, mà còn người ca cảnh đẹp tình yêu quê hương, phản ánh đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Tày Nùng. Tôi có ý kiến là phải đào tạo lớp trẻ, phải có cái lớp trẻ lớp kế thừa. Thứ hai là chúng ta phải sinh hoạt cho nó đều. Đã chúng ta đã vào đây thì không có tư lợi gì hết, mà do cái bảo tồn cái văn hóa dân tộc thì chúng ta phải cố gắng. Đây là của tập thể, chúng ta đến đây vừa được vui vừa được khỏe, và những người đã lớn tuổi rồi có thể là 1-2 năm thì chúng tôi cũng có thể nghỉ, nhưng mà để cho các con em mình ở đây, mình sẽ đưa con em vào học thêm, và sau này để không được mai mọt cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, để mình cùng nhau để hướng tới là đưa lên, là phát triển về cái môn nghệ thuật, nhất là cái đàn tính của mình là đã được thế giới công nhận là cái di sản, và trong cái phần văn hóa này. Thế là tôi thấy rất là vui được hôm nay đã được là đến đây chị em sinh hoạt đầy đủ. 54 hát then đàn tính cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2019. Và với họ, vẫn luôn vẹn nguyên niềm đam mê, miệt mài với công tác bảo tồn nhằm phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, mãi luôn được gìn giữ đến muôn đời sau. Chính sách đông lòng, con cháu rồng tiến cùng tiến bước 4.000 năm đất nước liên.